tôi là họa sĩ. Tôi vẽ rất đẹp. Tôi được nhiều người hâm mộ. Nàn ý, sao tôi già nhanh gì? Tôi xinh gái cơ mà. Tôi đi thì vẽ. Đối thủ của tôi là Đạt. Hai người cùng vẽ tranh chân dung. Tôi vẽ mẹ mình. Con Đạt vẽ bố mình. Vẽ xong, hai người bắt tay nhau. Tôi ngại ngùng. Tôi nảy sinh tình cảm với Đạt. Tranh của hai người đạt giải nhất. Tôi lấy hết can đảm tỏ tình Đạt. Đạt đồng ý. Hai người cưới luôn khỏi phải yêu. Con của họ sau này cũng là họa sĩ nổi tiếng.